bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc quạt thông minh. Hôm nay mình sẽ mở hộp cũng như là hướng dẫn kết nối và trải nghiệm chiếc quạt thông minh Xiaomi Gen 2 đến từ thương hiệu SmartMe. Bây giờ mình sẽ mở hộp nha. Pin nó sẽ tích hợp ở trong chiếc đế của chiếc quạt Gen 2 luôn. Thay vào đó thì chiếc quạt Gen 1 vẫn còn lắp ra đắp vô cái pin mà có thể thay thế được. Và cái thứ hai nữa là chiếc quạt Gen 2 này nó có thể sử dụng remote. Ngoài việc chúng ta điều khiển trực tiếp ở trên chiếc quạt và điều khiển trực tiếp ở trên điện thoại chúng ta nói cái nhiều hơn, thì còn có chiếc remote nhỏ nhắn này cũng có điều khiển nó. Đối với chiếc quạt thông minh Gen 2 này thì nó tích hợp những cái ưu điểm về pin, về điều khiển cũng như là về cách những cái trải nghiệm thực tế. Thì hiện tại chiếc quạt này đã được bán tại 9 đài, địa chỉ là 147-149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5, chi nhánh 2, 132 Hậu Giang, phường 6, quận 6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.